Đoàn Tùng Vận, Triệu Lộ Tư và dàn mỹ nhân Sao Hoa Ngữ đổ lệ, người thì lung linh, kẻ đời nhiều khúc gỗ. Chắc hẳn mỗi lần vào vai diễn trong một bộ phim, những mỹ nhân hoa ngữ khó thoát khỏi cảnh rơi lệ. Tuy nhiên không ít sao nữ được khen tóc đẹp và tốt, thì cũng không ít người bị chê tả tơi bởi loạt biểu cảm đơ cứng cả 102. Thứ nhất, Đàm Tùng Vận. Khi hóa thân vào vai diễn La Thập Nhất Nương, Đàm Tùng Vận dù không được đánh giá cao bởi nhan sắc trẻ trung nhí nhảnh tươi mới của cô nàng, thế nhưng dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng không ai có thể phủ nhận những cảnh khắc đẹp và cảm xúc trên phim của cô. Đặc biệt nhất chính là cảnh nàng Na Thập Nhất Nương phải trải qua nỗi đau khi không còn người thân. Cô nàng đã thể hiện thành công sự đau xót và bàng hoàng. Nàng không khóc thành tiếng mà chỉ ôm chặt lấy mẹ, đôi mắt bi thương không ngừng rơi nước mắt của Thập Nhất, khiến người xem cảm nhận nỗi đau chất chứa trong lòng. Chính vì thế dù bên cạnh dàn bạn diễn tên tuổi và khả năng diễn xuất tốt, Đàm Tùng Vận không hề bị lu mờ bởi những cảnh yêu cầu giằng xé nội tâm đau khổ mà Vận Môn vẫn thể hiện được đánh giá tốt bởi diễn xuất tự nhiên và có chiều sâu tinh tế. Không dừng lại ở đó, cảnh khóc được đánh giá là thế mạnh của cô nàng. Trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận khiến khán giả vô cùng ấn tượng bởi cảnh ấm ức đầy nước mắt khiến khán giả nhìn là muốn cương triều. Thứ hai, Địch Lệ Nhiệt Ba. Cũng giống như Đàm Tùng Vận, cảnh khóc của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành lại vấp phải những tranh cãi dữ dội. Cụ thể, ngay từ đầu phim, Trường Ca Hành phải trải qua nỗi đau khổ khi gia tộc suy vong. Hình ảnh này của cô nàng đã leo lên tận top 3 hot search nhưng lại tạo nên tranh cãi khốc liệt. Phần lớn khán giả chê bai diễn xuất của cô nàng gào khóc giả chân, trong bàng hoàng nhưng chỉ biết cau mày gào thét và cố dặn nước mắt, chứ không có một tí cảm xúc đau đớn hay tột cùng tuyệt vọng như mong đợi. Trường Ca Hành vừa kết thúc phát sóng cách đây không lâu, dù được đánh giá là bom tấn nhưng danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi vẫn không thể cứu vớt được thành công của bộ phim, khi chỉ thu về 2,3 tỷ lượt xem trên nền tảng trực tuyến sau 50 tập phim lên sóng. Triệu Lộ Tư xuất hiện ở Trường Ca Hành và đảm nhận nhân vật nữ phụ Lý Lạc Yên. Triệu Lộ Tư đã thể hiện tốt vai diễn của mình. Trong phim, những cảnh khóc của cô cũng được đánh giá khá tốt, dù không quá xuất sắc nhưng cũng đủ làm khán giả hài lòng. Những cảnh khóc của cô nàng rất nhẹ nhàng, không cố gồng mình nên được khán giả khen ngợi, thể hiện khá tốt và chân thực. Ngô Cẩn Ngôn, dù rất nổi tiếng và thành công vang dội với vai diễn Ngụy Anh Lạc, nhưng diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn lại không được đánh giá cao. Tuy nhiên, nàng Anh Lạc vẫn được nhà biên kịch Vàng Vô Chỉnh hết lòng nâng đỡ. Khi xuất hiện trong Hạo Lan Truyện cùng Nhiếp Viễn, một lần nữa cô nàng lại bị chê bai thảm hại bởi diễn xuất đơ cứng của mình. Trong cảnh khóc đau xót khi chứng kiến nỗi oan ức của mẹ khi bị đẩy xuống giếng, Hạo Lan kích động bò lên thành giếng gào khóc. Cảnh ngộ thê thảm của nhân vật khiến khán giả thương xót nhưng nhiều người không khỏi bày tỏ sự thất vọng trước diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Khi cô nàng chỉ biết gào thét khóc mà không rơi nước mắt, không những vậy, khẩu hình đọc thoại của cô nàng cũng bị chê bai là khá kỳ cục. Châu Đông Vũ được đánh giá cao về diễn xuất, Châu Đông Vũ chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về những cảnh khóc của mình. Thường xuyên chọn những kịch bản bi thương, Châu Đông Vũ luôn được đánh giá cao bởi những cảnh khóc đầy cảm xúc. Từ tác phẩm điện ảnh đầu tay, Châu Đông Vũ đã được khen ngợi hết lời, dù tuổi đời của cô nàng còn rất trẻ. Cô nàng thể hiện thành công sự đau khổ khi Lão Tam bị mắc căn bệnh ác tính, Tịnh Thu chỉ kịp đến gặp người yêu trước khi anh chút hơi thở cuối cùng. Dương Tử. So với các tiểu hoa đán cùng thời, Dương Tử nhận về nhiều ý kiến tích cực bởi diễn xuất của mình. Đặc biệt cảnh khóc chính là thế mạnh của nàng Cẩm Mịch. Khi hóa thân thành nữ chính trong Hương Mật Tựa Khỏi Xương, cảnh khóc của Dương Tử trong phim luôn được đánh giá cao khi thể hiện vô cùng tốt cảm xúc cũng như nỗi đau của nhân vật. Không chỉ vậy, Dương Tử tiếp tục ghi điểm với bộ phim điện ảnh Liệt Hỏa Anh Hùng. Dù chỉ đảm nhận vai trò là nhân vật khách mời, thế nhưng nhân vật Vương Lộ của Dương Tử cùng phân cảnh chia ly với người chồng mới cưới do Âu Hảo thủ vai đã làm cho người xem thổn thức. Không những vậy, cảnh khóc của Dương Tử trong phim thậm chí còn lên tận top 1 hot search và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.